giờ mình sẽ đi thăm nhớt nha các bạn. Thì mình bây giờ mình đang có những dụng cụ này đơn giản lắm, nhất là cái tu vít này, thứ hai là cái kìm thôi, thứ ba là cái dẻ lao, rồi cái thứ tư là cái bình nước mót này. Cái bình nước mót mình được mua ở hãng Honda luôn này các bạn. Này cái hiệu là hiệu Volas này. Thì bình nước mót đây chỉ có 35 ngàn một bình thôi các bạn, rất là rẻ, không có giảm hết mà nó rất là nhiều này. Mình có thể trăm mấy lần luôn á. Thì mình sẽ đi đầu tiên mình đi kiểm tra cái thăm nhớt, mình kiểm tra cái thăm nhớt trước này, thăm nhớt cái này, cái thăm nhớt đây đấu luôn rồi. Mình lấy cái kìm này để vô dạng, nhưng mà mình để vô cái đai đèn cho nó khỏi hư cái mình mở đâu này dạng coi bỏ lỏ rồi. Cái đây cái nhớt mình nó đang cũng mình mở ra, cái đây mình mở lần đầu luôn nha các bạn. Mấy bữa mình chưa có mở lần đầu luôn á. Bữa nay mình đi thăm, bữa nay mình chạy được hơn 3 tháng rồi, mình tha một tha nhớt một lần rồi nè. Tha nhớt lần thứ hai chứ lộn, lần đầu tiên là mình tha cái lần 500 km, lần thứ hai là 2 ngàn, lần thứ ba là mình nhớt mình hỏng đó. Nói mình nó là tới 4-5 ngàn này đó, nhưng mà mình chạy được 3 ngàn rồi mình đi thăm này. Thì nhớt như vậy là nói chung là cái nhớt nó như vậy thì nó cũng ok này. Mà cộm nhớt, cộm thấy cái nhớt nó đen á là mấy bạn phải đi tha liền này. Thì nếu mà các bạn mua, các bạn có thể mua gì nhà tha tự tha cũng được, rất là đơn giản, không có gì hết. Mua mà cứ mua đúng cái hiệu nhớt của chiếc Tatago nha các bạn. Đó. Thì cái nhớt bây giờ là ok này, mình cũng thấy nhớt mà nó vòn, còn vòn như vậy mà nó chuyển qua màu đen á, các bạn đang tha liền, chứ không để nó có hệ rất là hại cho xe. Đó, đầu tiên mình đi thăm nhớt, mình dạng vô lại thôi. Mình bạc cái đây cho nó khỏi dư, khỏi lỡ cái nắp. Rồi tiếp theo mình sẽ đi xem cái bình nước mót nha các bạn. Bình nước mót mình có ở chỗ đây này, để mình coi này, mình khoan mở ra này, thì nó có nước thứ mót, nước thứ hai này, nước đậu, nước mót lúc nào mình cũng phải tranh cái nước thứ hai, nhưng mà không cần đại. Mình sẽ mở rất đơn giản. Đấy chắc rõ đó. Cái đầu thì nước mót mình chỉ cần mở là mở bọng ốc ra thôi. Ví dụ nước đây mình sẽ mở nhìn từ đây qua đây này, dạng đơn giản nhẹ nhẹ thôi, khỏi tu ốc, khỏi hư ốc nó. Ừ, mình nạ ra đó, rất là đơn giản. Mình mở ra mình vệ sinh luôn cái chỗ đây luôn này. Lao luôn này. Thì cái nước mót mình nó đang ở hiện tại, nó đang ở vị trí tay đây luôn này. Nó đang dư này các bạn. Mình đi được bữa nay là được 2 ngàn mấy cây, gần 3 ngàn cây rồi. Thì cái lần mà cái lần đầu tiên á mình đi á là mình chưa tới 2 ngàn á là mình đã tha một lần rồi này. Mình đã trăm một lần rồi. Cái nước mót đợt trước mình không để ý đó, nó xuống tới đây luôn này, nó xuống mất tới đây là nó sẽ thiếu nước mót này, rất là nguy hiểm này, nó nguy hiểm cho xe mình chạy xuống tới nước đây nữa là cái xe mình nó sẽ thiếu nước mót, rất là nguy hiểm, không cung cấp đủ cho cái lạc gió đây, cái các nước đây lộn, nhằm các nước này. Thì mình mở ra mình chăm ra đây thôi. Đó. Đây, thì nước mót đây. Mình phải chăm cho xe cho anh các bạn. Nếu mà nước mót mà nó thiếu á, mình đi nó xe nó rất là nắng, rất là hệ, có hệ cho xe. Rồi xe nó rất là lâu ngày nó sẽ rất là dễ hư. Đó. Đây. Mình sẽ lau. Mình mở ra bị sinh luôn. Ở đây mình mấy cái đây mà áp nó cũng rất là dư này. Rồi mình bỏ vô lệ thì cũng rất rất đơn giản. Rồi bỏ vô lệ. Nhớ là các bạn mới mua chai nước mót thì chăm nha các bạn, chứ không có chăm nước lõi nha các bạn. Chăm nước lõi vô nó không có tốt cho xe đâu. Nước mót nó đã lộn đúng của nó là mình lãng, mình sẽ bỏ lại cho nó chính xác xí. Rồi bỏ vô đúng cái khớp nha các bạn. Ốc đây mình dạng là dạng ra dạng vô thì nó rất nó dễ lần. Thì he cái rồi bây giờ mình cái đây là cái các nước của nó này, thì mình chăm nước á, thì mình chăm không nên chăm đầy trong khi hoạt động á, có thể nước nó thì hầu gì thì nó mình chăm tới cái mức thứ hai là lên xí thôi. Mình chăm đầy á, sẽ nước đây cái nước á, nó hầu gì á là nó sẽ nó sẽ dư nước, nó sẽ tròn ra rồi nó cũng rất là nguy hiểm cho xe này các bạn. Nhớ còn chăm nước không nên chăm đầy, vừa đó thôi. Thì cái các nước của mình đó là cái nước này mình có thể mở ra vệ sinh luôn. Thì nó có một con ốc này, hai con ốc này, ba con ốc này, ba con ốc đó thôi, mình có thể mở ra. Bây giờ mình sẽ mở ra luôn cho các bạn. Xin luôn đây cái các nước mình đây, nhất là bệnh vệ sinh coi thử nó có dư không. Vệ sinh này đó, cái các nước đây là cái đây mình có thể mở là mình chăm nước vô đây được này, bấm nước bón luôn này. Bây giờ cái các nước này nó đang rất là nhiều nước đây mà nó đang hoạt động á, thì nó sẽ dư nước, nó sẽ nhỏ lên lại lên đây. Còn ví dụ nó thiếu nước bình thường, nó thiếu nước thì cái nước nó sẽ chảy xuống đây. Thì mấy bạn nếu mà cái đây nó đi mà ví dụ mình cũng thấy nó dư rồi, mình vệ sinh rồi này. Đi mà ví dụ cái nước này một mình nghĩ là cả mình đi cả 10 máy ngàn, 20 ngàn cây á, mình đang mình mở ra mình xúc với các nước một lần. Thì nó có con ốc này, mình dạng mình mở ra này, mình mở ra thì các nước nó sẽ nhỏ, sẽ đuổi ra này. Rồi mình sẽ chăm nước vô đây, chăm đầy vô đây. Rồi mình đó là mình xúc các nước, tao ngầm mình sẽ xúc các nước lần. Giờ mình sẽ gán lại nha các bạn. Trước là thanh nhất, bây giờ rồi cái lọc gió mình sẽ mở cái lọc gió ra mình coi thử. Thì cái xe mình đã đi được gần được 2 ngàn mái cây, gần được 3 ngàn nha, nhưng mà mình sẽ mở ra mình kiểm tra thử nha. Mình cũng chưa mở lần nào luôn á. Trời ơi, nó cũng thấy nó tối. Thì để mình coi thử có mấy ngóc này, một con này, 3 con, 4 con, 5, 6, 7 con nha các bạn. Mình sẽ mở nó bạc không. Về cẩn thận mấy cái con ốc này rất là dễ tua. Con này nằm đây là hơi khó chứ. Mình dạng thì mình dạng cỏ đều lần roi cái đã. Chứ đừng dạng roi một lần con. Đây, nhỏ hết ra rồi, bây giờ mình dặn chuyện rớt ra luôn nè. Trời sắp mưa hết rồi. Mình thử mình mở ra mình. Lọt gió là tao nó bả có bả ăn ốc luôn. Nó cũng khó là dư rồi đó rồi. Khó là dư rồi ha. Quá là dư luôn. Nè. Khó là dư. Lọc gió nó khó là dư này không? Đang thui từ đây tới đây. Mình lau lần đi, mình lau hết đi. Bây giờ mình cái lọc gió thì mình lau từ giật chứ đừng lau ngon nha các bạn. Lau xuống giờ này. Để ngược lại giờ lau xuống cũng được nha. Lau sạch đi. Con đang rất là dưa đó. Giờ mình có cái chỗ hơi xịt á, mình xịt cho nó rất mưa đi các bạn. Thì cái đây mình cũng vệ sinh này, còn cái đây mình không nên mình đang chùi dễ cái dễ dưa nó hút nước vô là cũng rất nguy hiểm nha các bạn. Thì mình trời nó mưa rồi thì mình cũng tranh thủ mình bỏ vô rồi. Mình nói là cái đây á, mình cũng thấy nó đen quá, mình cũng thấy mà vệ sinh không được á, thì mấy bạn có thể mấy bạn ra tiệm mình tha, mình mua cái máy nguyên cái bộ máy luôn, mình gì mình tha luôn, tha vô mình thì nguyên cục ra mình cụm ra mình ra hỏng á, mình nói là cái đại xe mình á thì nó, mình mua mình tha vô luôn cũng được, rất là đơn giản. Bây giờ mình bỏ lại chứ trời nó mưa rồi. Thì mình dạng là bả ốc như nãy thôi các bạn. Thì mình cũng dừng video clip ở đây nha các bạn. Trời nó mưa rồi, mình cũng dừng video clip ở đây. Thì nếu các bạn thấy cái video clip mình chia sẻ nó thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha các bạn, và bấm chuông nhận để nhận những video mới nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.